Kính chào toàn thể anh chị và các bạn đã đến với thiết bị tưới Zanon. Đây là một cây Vexima sản xuất tại Việt Nam, đang tưới mô hình tiêu cho một bác nông dân với trụ tiêu cao trên 4 mét. Cây bác này đang bắn với bán kính hơn 40 mét. Nước cực kỳ là nhuyễn từ trong ra ngoài, đi đến đâu là cây ướt đến đó, ướt và cực kỳ mát. Mỗi lần tưới khoảng cái tầm 4 tiếng, nước ngấm sâu khoảng tầm 20 cm đất. Như anh chị và các bạn đã thấy, nước rất là đều từ trong ra ngoài khi tôi đứng quay từ một cái tầm xa cách cây bếp khoảng tầm 60 đến 70 mét. Khi tôi đứng quay cách cây bếp khoảng 60-70 mét thì để như vậy để không bị ướt, và như anh chị và các bạn đã thấy, nước phun rất là đều từ trong ra ngoài luôn. Nó rất là mạnh. Cây bếp này đang sử dụng một máy bơm điện 3 pha và củ bơm 15 HP anh chị nhé. Đó, nước cực kỳ đều đó. Đây, tôi đứng gần, nó vải gần tới nơi tôi luôn. Đó, tôi đang đứng ở trên đường và nó quay tới đường luôn. Đó, quay ướt đẫm đường. Cây bếp này quay theo hình tròn nhé, các anh chị nhé. Và cái bãi này là vừa trồng tiêu vừa trồng cà xen với tiêu, cho nên khi tưới như vậy thì cả hai cây đều được hưởng nước. Mùa này thì tiêu tưới rất là tốt, bởi vì khi mà càng tưới thì quả tiêu lại càng mẩy. Rất là nhiều gia đình đang tưới để cho quả tiêu nó càng mẩy. Ở đằng sau có một cái tia bắn ra với bán kính gần hơn để tưới những cái cây ở sát bếp, góc bếp, sát chân bếp. Nhưng cái bếp này nó đập cũng khá là, một cái vòng quay cũng khá là chậm. Tuy nhiên như vậy nhưng mà nước đi đến đâu thì đẫm đến đó. Nhưng anh chị và các bạn lưu ý rằng nếu như cái bếp đập chậm quá thì có thể dẫn đến trôi đất. Ví dụ nếu như anh chị trồng màu, đất mới xới, rất là mềm, rất là dễ trôi thì cho bếp đập nhanh hơn một chút. Chứ nếu mà đập chậm thì nó sẽ dẫn đến rửa trôi đất, nước chảy nhiều quá sẽ trôi đất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem. Xin chúc anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Và nếu như anh chị có thắc mắc hoặc muốn mua hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.